Trước em có phát hiện một ổ trứng gà ấy. Hôm đấy nó đẻ được một quả đây. Quả trứng đây nhá, bác nhá. Đây là trứng gà rừng nhá, không phải là em mang về để đâu. Mà loại này đúng là kỵ thật các bạn. Em đi em gặp. Xong là vừa cách gần một tuần em không về xem mà nó cũng không về đẻ luôn. Hôm nay em lấy về xem ở nhà xem có con gà nào cho nó ấp. Nó bỏ lâu lắm rồi bác. Trứng bé bé tẹo. Nó bỏ lâu lắm rồi. Hôm nay em lấy về ấp xem như nào các bác nhé. Bữa em đi đánh mà gặp nó đẻ đây. Bây giờ không biết nó đẻ đâu rồi. Được 5-6 ngày. Trứng ướt ẩm. Mang về không biết là nó có ấy. Em gặp nó bay xong là thôi, từ đấy nó không về luôn bác. Đúng rồi, gà rừng thật kỹ quá.